Tôi là bác sĩ Dương Trọng Tuấn đến từ khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi sẽ trình bày cho các bạn về trường hợp bị bỏng thực quản. Bỏng thực quản thường gặp nhất là do mình uống phải cái chất tẩy rửa mạnh như là axit hoặc là bazơ. Thì các chất axit hay bazơ thường gặp nhất là trong các loại chất mà để tẩy rửa, đặc biệt là các chất tẩy rửa trong công nghiệp. Thì khi mà mình uống những cái chất nó vô, nó sẽ có tác dụng ăn mòn, nó sẽ gây tổn thương, gây bỏng các cái cơ quan ở trong khoang miệng như là lưỡi và thành họng. Nếu mà mình uống vô sâu thì nó sẽ gây bỏng thực quản. Còn nếu mà trường hợp hít sặc vô phổi, nó có thể gây tổn thương phế quản và tổn thương nhu mô phổi. Trường hợp cái hóa chất á, nó cái liều lượng nó mình uống nhiều hoặc là cái hóa chất đậm đặc, nặng nhất là gây thủng thực quản hoặc là thủng dạ dày, sẹo chích hẹp cái thực quản làm cho mình không có ăn uống được, làm cho cơ thể mình bị suy kiệt. Nếu mà mình không có điều trị kịp thời để lâu dài có thể dẫn đến tử vong. Cái biểu hiện của bỏng thực quản do hóa chất thì đầu tiên là khi mà mình uống hóa chất á, thì mình sẽ cảm giác là rất là khó chịu trong người, mình hồi hộp, lo lắng, cảm giác nóng rát tùy theo cái vị trí mà cái hóa chất nó gây tổn thương. Nếu mà nó gây tổn thương nặng, nó dẫn đến bỏng thực quản và cái gây lủng quản, thì mình sẽ cảm thấy có cơn đau nhói ở ngực. Khi mà mình đã bị bỏng thực quản á, trong khoảng 2-3 ngày thì có thể là nó sẽ dẫn tới những cái biến chứng như là nhiễm trùng, có những biểu hiện như là hôi miệng, nóng rát. Đầu tiên á, là mình nên cho bệnh nhân uống sữa, uống nhiều sữa. Sau đó mình sẽ kích thích cho bệnh nhân nôn ói ra bằng cách dùng tay hoặc là một cái tăm bông kích thích vào cái thành họng để cho bệnh nhân ói ra cái sữa trộn với lại những cái hóa chất đó. Nếu mà mình xác định được chính xác cái hóa chất đó là gì, thí dụ mình xác định được cái hóa chất đó là axit, thì mình có thể cho bệnh nhân uống dung dịch 3 giờ như là baking soda hoặc là natri bicarbonate, thì nó sẽ giúp trung hòa cái hóa chất đó. Còn nếu ngược lại, nếu mà mình xác định là bệnh nhân uống cái chất tẩy rửa có chứa 3 giờ, thì mình có thể cho bệnh nhân uống thêm nước cam, nước chanh hoặc là giấm. Những cái thức uống đó nó sẽ có tính axit thì nó sẽ giúp trung hòa lại cái hóa chất đó, giúp cho cái tổn thương nó sẽ đỡ hơn trước khi mà mình đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất. Khi mà mình tiếp nhận những trường hợp mà nghi ngờ bị bỏng thực quản thì đầu tiên mình phải ổn định cái sinh hiệu của bệnh nhân, cho bệnh nhân truyền dịch, bù nước, điện giải, dùng các loại thuốc giảm đau để làm giảm đau và các có thể dùng thêm thuốc an thần để làm giảm lo lắng bệnh nhân. Sau đó mình sẽ tiến hành nội soi để rửa cái dạ dày, rửa sạch sẽ những cái hóa chất mà bệnh nhân nuốt phải và xác định xem là bệnh nhân có tình trạng thủng thực quản hay không. Nếu bệnh nhân có tình trạng thủng thực quản thì mình sẽ tiến hành mổ cấp cứu để khâu cái thực quản lại. Bị bỏng thực quản thì cái di chứng mà nặng nề nhất là nó sẽ gây chích hẹp thực quản. Thì đối với những trường hợp đó, tiến hành nông thực quản để cho cái thực quản nó giãn động ra, bệnh nhân có thể ăn uống được. Đối với trường hợp mà mình không thể nông được, mình có thể điều trị bằng cách là cắt bỏ thực quản và chỉ một đoạn ruột lên thay thế làm thực quản nhân tạo để giúp cho bệnh nhân có thể ăn uống được. Bỏng thực quản khi mà mình điều trị xong á, thì bệnh nhân có tình trạng là tổn thương cái thực quản, thì mình có thể hạn chế ăn uống, mình sẽ ăn ít và chia nhiều bữa trong ngày, và một lần mình sẽ ăn ít và chất ăn nó sẽ lỏng dễ tiêu. Sau đó nếu mà bệnh nhân có thể xuất viện về thì mình cũng sẽ chế độ ăn, mình sẽ ăn thức ăn lỏng dễ tiêu và chia nhiều bữa nhỏ như vậy để duy trì cho bệnh nhân. Khi nào mà mình phát hiện mà bệnh nhân có biểu hiện là nuốt không được hoặc là bệnh nhân bị sặc thức ăn thì mình phải đi tái khám để nội soi kiểm tra lại. Để phòng ngừa cái trường hợp mà nuốt nhầm cái hóa chất gây bỏng thực quản như vậy thì tốt nhất là mình nên hạn chế sử dụng những cái chất mà tẩy rửa có chứa axit hoặc bazơ mạnh. Còn nếu mà mình bắt buộc phải xài á, thì mình sẽ sử dụng những cái chất mà an toàn, có nhãn mác rõ ràng
hoặc là mình để ở những cái trong những cái vị trí cao, hoặc là mình để trong tủ có khóa để hạn chế trẻ em vô ý lấy uống phải có thể gây bỏng thực quản. Cảm ơn các bạn đã theo dõi phần trình bày của tôi hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.